Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Thành Đô và Như Thanh sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, như thường lệ chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 24 tháng 12 tới. Sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc đón năm mới tại thành phố Thủ Đức. Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật robot các khối u phổi tại Việt Nam giúp người bệnh mau phục hồi. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng nhiều lần đột nhập nhà người quen trộm cắp tài sản. Làng cây phát lộc ở Thái Bình vào vụ Tết, người dân phấn khởi vì sản phẩm được giá, sức tiêu thụ tăng. Mô hình nuôi dây lấy sữa ở thành phố Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, dự kiến là vào ngày 24 tháng 12 tới thì 4 công trình giao thông trọng điểm sẽ được khánh thành. Và trong đó có cầu Mỹ Thuận 2, cây cầu có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, cao nhất trong các cây cầu thuộc tuyến cao tốc từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau. Ông Trịnh Trường Hải, Giám đốc điều hành dự án cầu Mỹ Thuận 2, Ban Quản lý Dự án 7 cho biết, sau hơn 3 năm thi công, đến nay tổng giá trị xây lắp của dự án cầu Mỹ Thuận 2 đạt 99,5%. Các đơn vị đang khẩn trương để hoàn thành các hạng mục còn lại như lắp hệ thống lan can, biển báo để kịp tiến độ bàn giao, khánh thành vào ngày 24 tháng 12. Cầu Mỹ Thuận 2 là hạng mục quan trọng nhất trong tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, được xây dựng song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Điểm đầu kết nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu, và cùng với việc thông tuyến cho cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thì đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ sẽ được liền mạch. Và cũng dự kiến được khánh thành trong tháng 12 này, sân vận động Đà Lạt với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi được ví là đẹp nhất Tây Nguyên. Vì điều gì mà có sự ví von như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua ghi nhận của chương trình. Sân vận động Đà Lạt có tổng diện tích 16 hectare, nằm trọn trên ngọn đồi Thánh Mẫu thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt. Vị trí này rất gần các địa điểm quen thuộc ở trung tâm thành phố Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, chợ đêm hay quảng trường Lâm Viên. Từ trên các khán đài của sân vận động có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh của thành phố ngàn qua. Công trình là hạng mục chính của dự án khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng. Đến nay đã hoàn tất khâu xây dựng, đang trong quá trình nghiệm thu và ấn định thời hạn khánh thành trong tháng 12 này. Và đây cũng là thời gian kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm tham dự sự kiện đếm ngược chào năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất, thì lần đầu tiên người dân và du khách sẽ có cơ hội đón năm mới 2024 tại lễ hội Countdown Fest ở Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Đại nhạc hội Countdown Fest chào đón năm mới 2024 sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 12 tại quảng trường phía trước khu vực dự án The Metropole, Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Theo đó, người tham dự sẽ có địa điểm xem pháo hoa với phông nền là cầu Ba Son và sông Sài Gòn. Sự kiện hứa hẹn bùng nổ bởi các tiết mục nghệ thuật sôi động và đặc sắc. Bên cạnh lễ hội Countdown Fest, tuần lễ văn hóa nghệ thuật trải nghiệm thành phố Thủ Đức cũng sẽ khai mạc tại công viên bờ sông Sài Gòn, kéo dài từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Mở màn tuần lễ là sự kiện khánh thành công viên qua hướng dương, và xuyên suốt tuần lễ, người dân và du khách sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm kinh khí cầu, dù lượn, thả diều, thưởng thức tuần lễ âm nhạc, khám phá nét đẹp ẩm thực đặc sắc và gắn kết thông qua các hoạt động thể thao sôi động. Vào tối ngày hôm qua tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đêm hội giao lưu văn hóa thưởng trà được Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia của cộng đồng yêu trà Việt, các nghệ nhân Việt, các nghệ nhân văn hóa trà, nghệ nhân làng nghề trà và nghệ nhân trà đến từ một số tỉnh trong cả nước. Đây là hoạt động điểm nhấn của tuần lễ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu 28 tỉnh thành phố lần thứ 5 do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên chủ trì. Tại đêm hội, nhiều hoạt động đặc sắc đã diễn ra nhằm tái hiện không gian trà từ cội nguồn xa xưa, những sinh hoạt văn hóa trà để mọi người cảm nhận được ý nghĩa ra đời của cây chè, đặc biệt là nghệ thuật pha trà và thưởng trà. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là vùng đất nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh và sở hữu nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc. Tại đây có các bản làng với đồng bào dân tộc khác nhau, trong đó thì đáng chú ý nhất phải kể đến là bản Sà Rèn, bản làng xinh đẹp của đồng bào người Thái và là một trong những điểm du lịch ấn tượng mà du khách nhất định phải kể đến.
Vâng ạ, đúng là như vậy. Tuy là có vị trí nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái khá là xa, nhưng mà bản Sà Tràng lại sở hữu cảnh quan đẹp nhờ nằm dọc theo bờ suối Thia. Không chỉ vậy, đây còn là nơi có rất là nhiều hoạt động thú vị và thực đơn đặc sản phong phú để quý vị có thể trải nghiệm. Điểm du lịch cộng đồng bản Sà Tràng là một trong hai địa điểm du lịch cộng đồng của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Các hộ làm du lịch cộng đồng ở đây đã giữ gìn được những nét quan sơ, phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống để phát triển du lịch trải nghiệm. Phát triển mạnh các sản phẩm du lịch cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhìn thấy mọi người cực kỳ hạnh phúc. Và tôi cũng rất hạnh phúc khi được tham gia vào những hoạt động ở nơi đây. Du khách đến đây, họ có một cái cơ hội được chia sẻ về những cái nét văn hóa của người bản địa với họ. Họ rất là hào hứng khi mà được nhìn thấy những người bản địa làm ngoài ruộng ban ngày, buổi tối về để múa những cái điệu múa truyền thống của dân tộc mình, đưa cái nền văn hóa của dân tộc mình đến với bạn bè quốc tế. Đó là một cái điểm nhấn rất là lớn đối với du khách quốc tế khi mà tới với bản Sà Rèn. Với những giá trị văn hóa riêng, điểm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn đã thu hút nhiều công ty lữ hành trong nước, quốc tế đưa khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng nơi đây cũng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, làm mới tour tham quan thắng cảnh, nâng cao chất lượng phục vụ, cũng như có hướng dẫn viên đưa các đoàn du khách tìm hiểu nét sinh hoạt của người Thái Đen và Thái Trắng trong vùng Mường Lò, giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn. Chúng tôi luôn luôn là giới thiệu quảng bá về cái các món ăn ẩm thực của mình, kết hợp với các món ăn phù hợp với du khách nước ngoài. Cái đấy là một cái rất là quan trọng để họ biết được là cái ẩm thực của dân tộc Thái tuyệt vời. Có thể thấy, bản Sà Rèn hiện nay đã xây dựng được hình ảnh và thương hiệu, trở thành điểm du lịch homestay dùng Nghĩa Lộ, Mường Lò, chuyên nghiệp, thân thiện trong lòng du khách. Mỗi một du khách đến với Sà Rèn đều là những chuyến đi hấp dẫn, đầy ý nghĩa. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, tàu của đơn vị đã tiếp cận một tàu cá bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi và đang tiến hành các biện pháp hỗ trợ cứu nạn lai dắt vào bờ. Hiện tàu cá số hiệu QNC 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ. Trước đó bị hỏng máy trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý, trên tàu có 5 lao động. Sau đó, tàu gặp nạn được tàu cá QNC 94752 lai kéo. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, biển động mạnh, khả năng lai kéo của tàu cá QNC 94752 hạn chế, không đủ nhiên liệu để lai kéo tàu gặp nạn về bờ. Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đã phát tín hiệu xin ứng cứu. Ngay khi nhận được thông tin, tàu 375 đã được điều động đến ứng cứu. Lúc 12 giờ trưa ngày hôm qua, tàu 375 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ và lai dắt tàu vào bờ. Tiếp theo là một thông tin phấn khởi trên lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, trước đây thì để phẫu thuật cho người bị bệnh u phổi thì các bác sĩ phải cắt xương sườn, mở lồng ngực. Còn như hiện nay, nhờ có robot thực hiện phẫu thuật mà người bệnh mau hồi phục và ít đau đớn hơn. Mới đây thì Bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt u phổi điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu cho nữ bệnh nhân LMT 68 tuổi, ngụ Gia Lai. Trước khi nhập viện, bà T bị đau thắng ngực, nghĩ bị đau tim nên bà đi khám ở một số cơ sở y tế nhưng không phát hiện bất thường liên quan. Tuy nhiên, do tiền sử đã điều trị ung thư vú kèm tăng huyết áp vô căn nên bà đến Bệnh viện Bình dân để khám lại. Kết quả chụp chiếu phát hiện u thùy trên phổi trái, bờ đa cung. Sau khi được bác sĩ tư vấn, bà T quyết định thực hiện phẫu thuật robot. Theo các bác sĩ, với lợi thế của cánh tay robot nhỏ, linh hoạt khi thao tác trong các khoang hẹp, với khả năng xoay, nắm, cắt đốt hiệu quả và camera phóng đại lớn, các bác sĩ đã nạo bỏ trọn vẹn các hạch như là hạch cạnh khí quản, cạnh tĩnh mạch chủ, nhóm hạch dưới phế quản và gần rốn phổi mà không tổn thương mạch máu. Phẫu thuật robot giúp hạn chế tổn thương trong quá trình thao tác, lượng máu mất qua phẫu thuật chỉ khoảng 50ml. Ca phẫu thuật thành công, lượng bệnh nhân đã được xuất viện và sẽ được tiếp tục điều trị ung thư bổ túc sau mổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng nhiều lần đột nhập nhà người quen trộm cắp tài sản. Làng cây phát lộc ở Thái Bình vào vụ Tết, người dân phấn khởi vì sản phẩm được giá, sức tiêu thụ tăng. Mô hình nuôi dê lấy sữa ở thành phố Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, thông tin từ công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hà Nguyễn Ngọc Dương, 20 tuổi, trú tại xã Đăng Cang, huyện Trong Bông để điều tra về hành. Công an phường Ea Tam cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông B, 48 tuổi, trú tại địa phương, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc điện thoại di động trị giá 35 triệu đồng và tiền mặt. Vào cuộc điều tra, công an đã xác định nghi phạm là Hà Nguyễn Ngọc Dương. Tiếp tục lần theo dấu vết, công an xác định Dương đang trên đường lẩn trốn bằng xe khách đến thành phố Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt giữ. Khai nhận tại cơ quan công an, Dương cho biết trước đây có tình cảm với con gái của ông B nhưng đã chia tay. Biết được quy luật sinh hoạt của gia đình ông B nên Dương đã nảy sinh ý định đột nhập trộm tài sản. Ngoài vụ trộm trên, trước đó Dương đã hai lần đột nhập nhà ông B lấy trộm một nhẫn kim cương trị giá 34 triệu đồng và 12,5 triệu đồng tiền mặt. Thưa quý vị, trên mạng Internet không khó để tìm thấy các hướng dẫn chế tạo pháo nổ. Và cũng từ đó mà xuất hiện tình trạng là nhiều học sinh, thanh thiếu niên tự tìm hiểu về chế tạo pháo trái phép. Dân ạ, và không chỉ chế tạo pháo thành công thôi đâu Thành Đô, mà theo thông tin như Thanh được biết đó thì các bạn trẻ này còn kinh doanh và rao bán pháo qua mạng xã hội nữa và khiến cho diễn biến càng phức tạp hơn. Như trường hợp của hai học sinh ở Lâm Đồng vừa bị cơ quan công an mời đến làm việc. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện hai học sinh là LHTN và HNT, 14 tuổi, cất giấu trong người một túi đen chứa nhiều khối trụ tròn, nghi là pháo. Kiểm tra nơi ở của hai học sinh này, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 26 viên pháo nghi là pháo nổ tự chế, 18 viên pháo nổ với trọng lượng hơn 1,5 kg và một hộp chứa các hóa chất nghi là nguyên liệu chế tạo pháo. Làm việc với công an, N và T khai nhận đã lên mạng học cách làm pháo nổ. Sau đó thì hai em đặt mua hộp chất pha sẵn để thực hiện. Chế tạo pháo thành công, N và T đăng lên mạng để bán. Thưa quý vị và các bạn, những chậu cây phát lộc hay còn có tên gọi khác là trúc phát lộc đã trở nên khá là phổ biến và được ưa chuộng. Bởi vì giống như tên gọi của nó, rất là nhiều người họ tin rằng khi mà mua cây này về chưng đó thì có thể mang đến tài lộc, sự sung túc, ấm no và cả hạnh phúc nữa. Vâng, và đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán thì rất nhiều người sẽ tìm mua cây phát lộc về chơi Tết. Do đó mà vào thời điểm này, khi còn chưa đến 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, làng cây phát lộc ở thôn Đình Phùng, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang nhộn nhịp vụ sản xuất chính trong năm. Nếu như trước đây, việc cắt cây phát lộc làm bằng thủ công, thì nay đã có máy cắt, công việc của người cắt tỉa cây cũng đỡ vất vả hơn. Vào những ngày cao điểm như hiện nay, việc sản xuất các sản phẩm từ cây phát lộc được đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ các đơn hàng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, người trồng phát lộc chủ động chăm sóc và chống úng, nên cây phát triển tốt, đẹp, dễ lựa chọn để sản xuất các sản phẩm độc lạ. Bình quân mỗi tháng, các hộ sản xuất từ 300 đến 400 sản phẩm các loại, sản xuất đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó. Giá mỗi sản phẩm tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng so với năm ngoái. Trung bình mỗi dịp Tết, xã Minh Tân cung ứng ra thị trường hàng vạn chậu cây phát lộc với đa dạng chủng loại, kích thước, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Và tuy là hiện tại thì có rất là nhiều loại cây cảnh qua lá độc lạ, nhưng mà khi mà nhắc đến Tết đó thì tất cả chúng ta không thể nào mà không nghĩ đến hoa cúc, đúng không ạ? Và những ngày này thì tại các vùng trồng hoa cúc Tết ở Bình Định, bà con nông dân đang tất bật chăm sóc cây khi đang vào thời điểm sắp đơm nụ. Những vườn hoa cúc Tết đa số đều nép mình cạnh các dòng sông, tiện cho việc ổn định nguồn nước, tưới tiêu chăm sóc cây. Thời điểm này, hoa cúc sắp đơm nụ, người trồng hoa phải túc trực theo dõi, chăm sóc sát sao với nhiều biện pháp bảo vệ để chậu hoa có được tán đẹp. Ngoài ra cũng phải canh cả thời tiết, dặm cây con, cắm cọc tre, chỉnh sửa cây để chậu cúc đầy đặn, tưới nước, vô phân đầy đủ để hoa có thể bung nở, khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên Đán. Và điều này quyết định đến thu nhập của người trồng hoa. Để chuẩn bị cho một vụ hoa Tết, bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 hàng năm đã làm đất và vào tháng 6, tháng 7 thì bắt đầu xuống giống. Và đến khoảng tháng 12 thì cúc đang vào độ phát triển mạnh. Đây là thời điểm quyết định những ngày 15, 20 âm lịch có đưa ra thị trường tiêu thụ được hay không. Hiện tại thì thời tiết ở Bình Định đang thuận lợi nên các nhà vườn hy vọng có một mùa hoa Tết thắng lợi.
Giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang ghi nhận về hoạt động chăn nuôi. Thưa quý vị, không như đa số nhiều người áp dụng mô hình là nuôi dê lấy thịt, anh Lê Minh Hải ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh lại chọn thử sức với việc là nuôi dê lấy sữa. Vâng ạ, nuôi dê lấy sữa tuy không phải là một mô hình mà được nhiều người ứng dụng nhiều quá, nhưng mà đây cũng là một mô hình mà tất cả chúng ta có thể tham khảo. Và thưa quý vị, hiện tại thì từ trang trại với 200 con dê bố mẹ, anh Hải có nguồn thu ổn định, thành lập hợp tác xã, nâng cao mô hình kinh tế tập thể địa phương. Anh Hải có thâm niên nuôi dê hơn 20 năm. Lúc đầu anh nuôi dê thịt, sau chuyến tham quan mô hình ở Thái Lan, anh chuyển sang nuôi dê lấy sữa. Anh đã nhập 30 con dê bố mẹ về, bắt đầu xây dựng mô hình. Từ những thành công ban đầu, anh Hải được địa phương khuyến khích thành lập hợp tác xã chăn nuôi dê. Để tạo nguồn thức ăn cho đàn dê, anh Hải đã liên kết trồng cỏ voi trên diện tích 3 hectare. Ngoài ra, để thu được sản lượng sữa cao và hạn chế tối đa việc sữa có mùi, anh cũng tăng cường cho dê ăn xác đậu nành. Hiện bây giờ thì hợp tác xã mình mỗi ngày khai thác trên 100 lít. Hiện bây giờ sản phẩm ra thị trường thì mỗi ngày cũng vài trăm sản phẩm, cũng khoảng đạt 500 đến 700 sản phẩm mỗi ngày. Thì đây là mô hình mới. Hiện nay là Hội Nông dân huyện cũng như Phòng Kinh tế huyện đang quan tâm để hỗ trợ cho hợp tác xã các cái thông số về kỹ thuật về an toàn thực phẩm để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới. Hội Nông dân cũng có tổ chức nhiều cái lớp tập huấn để mời thành viên của xã viên tham gia, đồng thời là hỗ trợ vay vốn để phát triển thêm tổng đàn, đặc biệt là giới thiệu cho hợp tác xã tham gia các cái hội chợ triển lãm của trên địa bàn huyện cũng như là trên địa bàn thành phố. Hiện hợp tác xã nuôi dê có 7 thành viên với đàn dê hơn 500 con. Theo anh Hải, kế hoạch sắp tới là sẽ xây dựng mô hình nuôi dê lấy sữa kết hợp với du lịch trải nghiệm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ thì Như Thanh và Thành Đô xin kính chào và hẹn gặp lại.